Ê Dung Nhi à, đôi tai của cô đúng là thần kỳ thiệt nghe. Không ngờ có thể cứu sống người từ đống xương trắng luôn á. Ê, nhẹ tay thôi, tỷ đang đâm người sống đó. Cái gì mà cứu người từ đống xương? Người sống không bị tỷ đâm thành người chết đã là hay rồi. Đang nói gì đó? Đứng trước mặt thực ca mà dám nói như vậy hả? Có tin là ta đánh gãy chân của đệ hay không? Người muốn đánh gãy chân của hai người là ta đó. Điều ta nói đều là sự thật. Quynh coi, Nguyệt Nhi vẫn dịu dàng nhất. Nếu được Nguyệt Nhi ra tay chữa trị, không chừng vết thương của đại thúc đã khỏi từ lâu rồi. Nguyệt Nhi, đưa kim cho ta. Ờ, được. Ê, ê Nguyệt Nhi, để ta làm được rồi. Quynh làm gì vậy? Dung Nhi, con nhìn thấy chưa? Những người trẻ bây giờ động một chút là ra tay, sờ sờ mố mố, dễ dãi dễ sợ luôn. Trời trời trời, kim nữa. Hai người các ngươi cút hết cho ta. Đi đi. Bọn ta đi ngay. Đi liền. Làm ghê quá. Thiệt là. Không chơi nữa, không chơi nữa. Còn nói mình là cao thủ, không làm được gì hết. Thôi đi, bớt nói nhảm đi. Nói ta không phải cao thủ, đệ đó. Đệ con ngốc lắm, có biết không? Tiểu tử như đệ không biết chừng mực gì hết à. Hey, thôi đi được chưa? Ta nói thích ai không thích, lại thích cái bà điên kia. Nói một hai câu là đòi đánh đòi giết, còn trông mong gì nữa. Đệ nói ai là bà điên chứ, hả? Có tin đánh đệ hay không? Đánh ta. Nè nè, đánh đi. Đánh ta chạy mất, có ai chơi với huynh. Được, ngon lành. Đệ có hai chúng ta cũng có duyên thiệt chứ bộ. Cùng thích hai cô nương trong nhà đó. Hơn nữa hai cô nương này á lại cùng không thích hai chúng ta. Hai chúng ta kiên quyết tới cùng, theo đuổi cho bằng được. Để nó coi kiếp trước của chúng ta có phải cùng cha cùng mẹ hay không. Lâu rồi không còn liên lạc gì hết. Ai thèm làm huynh đệ với huynh. Dung tỷ không hề thích huynh, người mù cũng nhận ra được. Nhưng mà Nguyệt Nhi thích ta hay không, cái này thì khó nói lắm. Không phải huynh đệ ruột thịt, nói vậy thì cũng đúng. Thử nghĩ coi, một người tài năng xuất chúng, đa mưu túc trí, anh tuấn phóng khoáng gì ta, làm sao có một đệ đệ ngốc như đệ được, đúng không? Quỳnh mới ngốc. Đệ ngốc thì có. Quỳnh ngốc. Ê, đệ nói ai ngốc vậy hả? Nói ai ngốc, nói ai ngốc, nói ai ngốc, nói ai ngốc vậy hả? Thực ca, ta sai rồi, sai rồi. Nhưng mà tiểu thực ca, tại sao Quỳnh lại đi thích cái bà cô điên điên đó vậy? Không không, ý là Dung tỷ tỷ. Nói ra cũng rất dài dòng. Ê, đợi biết ta có giỏi gì lợi hại nhất không vậy? Không biết. Ê, khinh công đó. Từ trên xuống dưới, cái thứ quý giá nhất trên người ta chính là cái đôi chân này. Nhưng mà 7 năm về trước, trong một lần ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, đã gặp tai nạn và bị thương rồi. Tất cả đại phu đều nói chân của ta sẽ không bao giờ có thể hồi phục được. Chính là trong lúc ta bơ vơ nhất, thấy đau khổ nhất, thấy tuyệt vọng nhất, Dung Nhi đột nhiên xuất hiện, khoác lên người ánh hào quang ngũ sắc, đạp trên đám mây 7 màu, đi tới bên cạnh ta, nắm lấy tay của ta và nói rằng: Tiểu thiệt, đừng có sợ nha. Bệnh của ngươi ta chữa được đó. Ngươi cứ yên tâm đi, đừng có sợ nha. Chính vào giây phút đó, ta đã biết cô ấy chính là cô nương mà đời này ta phải yêu thương nhất rồi. Cái điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là cổ đã thật sự chữa khỏi đôi chân của ta. Ta giống như chú chim non bị thương, có lại đôi cánh, vỗ cánh bay cao. Bắt đầu từ đó, ta đã thề rằng chuyện của Dung Nhi chính là chuyện của ta. Cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói của Dung Nhi thôi là dầu sôi lửa bỏng, ta không có sợ cái gì hết trơn hết trọi á. Vậy rõ.
Đúng là nồi nào úp dung nấy, người điên có kẻ ngốc yêu. Cho dù có nội tình gì, hắn cũng đáng phải chết. Vì tư thù mà đã giết người, lỡ làm hỏng đại sự, cự tử trách tội thì làm sao? Dung tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi đã, đợi cự tử về rồi hãy tính. Được thôi, ta giữ mạng chó của hắn lại. Tuy nhiên, mạng của hắn nằm trong tay ta, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Cái bà điên này, bị bệnh hả? Đại thúc à, không sao chứ? Nè, không được, không được, không được. Cái nào? Cái này. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Đại thúc à, uống thuốc đi. Tránh ra. Nè, tỷ làm gì vậy? Nè, sao lại? Giữ lấy. Nè tỷ, tỷ, tỷ. Đợi đã, người lại, tỷ làm gì vậy, giết người hả? Ta đang giúp hắn đã thông kinh mạch, ngươi biết gì chứ? Cầm lấy. Tỷ làm gì nữa vậy? Lấy máu bầm đó, nếu không lấy hết máu bầm ra, vết thương không lành được. Lấy như vậy hả? Đại thúc, hãy nghe con giải thích. Con không có trộm kiếm của thúc. Được rồi, con thừa nhận con trộm kiếm của thúc. Nhưng mà con bị ăn hiếp, thúc không thể bỏ mặc con vậy được. Được rồi, con bị ăn hiếp cũng mặc kệ đi. Nhưng mà tôn nghiêm của đại thúc, con nhất định phải gìn giữ. Đại thúc, con luôn ước mơ là trở thành một đại hiệp đội trời đạp đất như thúc. Vì vậy mỗi lần gặp chuyện, con cứ nghĩ là nếu đổi lại là thúc, thúc sẽ làm sao? Đừng ngồi thúc nữa, để ta nghĩ ngơi. Vậy con đem cất lại thanh kiếm cho thúc. Đa tạ thúc, đa tạ thúc, đa tạ thúc. Chị tỷ thí võ công, không nên mất hòa khí. Bắt đầu. Trời đất ơi, kiếm nặng dữ vậy. Kiếm nặng dữ vậy sao? Kiếm gì nặng dữ vậy? Bởi cầm nổi không? Thua rồi. Sách không nổi. Chắc cái kiếm rồi. Mà làm gì?
Hay lắm. Nữa đi. Hay lắm. Đứng dậy đi. Nguyên Hồng, kiếm thì tốt thật, nhưng cầm được kiếm của kiếm thánh, chắc gì đã trở thành kiếm thánh chứ. Ôi trời ơi, đúng là kiếm tốt đó nha. Đúng là kiếm tốt, sắc bén thiệt, sắc quá trời luôn kìa. Nhìn đi. Đúng rồi đó. Đã phục chưa? Phục chưa hả? Người ăn gian. Quynh thua rồi còn nói ta ăn gian. Quynh mặc cúc đi. Nè, có sao vậy? Vũ à? Thiếu Vũ sao vậy? Sao rồi? Cao Nguyệt, sao vậy? Có chuyện gì? Mắt của ta. Dung tỷ tỷ tìm cô kìa. Nè, không sao chứ? Ta biết rồi. Vậy trận đấu ngày hôm nay coi như là Thiên Minh thắng. Vậy bọn ta đi đây. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Cao Nguyệt, đa tạ nha. Thế sao hả? Ta thắng đó. Đa tạ mọi người cổ vũ nha. Đa tạ. Đẹp khách sáo. Ê, Quỳnh ấy nhặt được thứ gì vậy? Đây là ngân thần quy mộng tán của Dung tỷ tỷ. Này ăn gian đúng không? Này bằng chứng nè. Ăn gian rõ ràng luôn á. Tiểu tử, ngươi dùng thuốc của Dung tỷ tỷ đến lấy thiếu Vũ. Ngươi còn gì để nói không vậy? Vậy là không công bằng rồi. Đúng là không biết xấu hổ mà. Cái gì mà còn gì để nói chứ? Biết đâu cái đó là ngươi quăng xuống đất rồi tự nhặt lên thì sao? Nè, vậy sao được chứ? Đúng vậy là ăn gian rồi, đúng rồi đó. Cái gì mà trò chứ không trò. Đã thua thì chịu thua đi. Bổn đại hiệp sẽ không hơn thua với mấy người nữa. Trời ơi, ta thắng rồi. Đúng là giỡn trò không à? Tiểu tử thối, ta sẽ tính sổ với ngươi. Phải đó.